Châu Âu là lục địa mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị quan tâm đến nhiều nhất, vì đó là nơi phát sinh ra giáo hội. Sau chuyến đi thăm quê hương Ba Lan vào tháng 6 năm 1979, Ngài đến Ái Nhĩ Lan 4 tháng sau đó. Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đến Tây Ban Nha. Tất cả mọi nơi đều long trọng đón tiếp Ngài cho đến năm 1985 trong chuyến đi đến Hà Lan. Thành phần cấp tiến đã biểu tình phản đối lập trường được cho là bảo thủ của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng tính và ly dị. Điều đó không làm Ngài nao núng, nhưng trái lại, hơn phân nửa các chuyến tông du của Ngài đã được dành cho châu Âu, một miền đất mà nền văn minh Kitô giáo đã in sâu vào trong phong tục văn hóa của mọi quốc gia. Thế nhưng, chủ nghĩa tiêu thụ cộng với sự khao khát vật chất của các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ, cùng với chủ nghĩa tự do cá nhân, đã làm phai mờ vị trí Thiên Chúa trong tâm khảm con người tại đây. Trong năm đầu tiên làm giáo hoàng, Ngài đã đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp chính thống giáo mừng lễ Thánh Andre. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1054 khi hai giáo hội tách ra, một cơ hội rất có ý nghĩa đại kết khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị tham dự thánh lễ kính Thánh Andre, bởi vì Thánh Andre và Thánh Phêrô là hai anh em ruột. Một cơ hội vui mừng cho cả hai giáo hội vì cùng có dịp hiện diện và tham dự các nghi lễ phụng vụ của hai bên. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân đến Anh Quốc, gặp gỡ nữ hoàng Anh là vào năm 1982. Ngài đã gặp Tổng giám mục Anh giáo và cùng cử hành nghi thức thờ phụng tại nhà thờ chánh tòa Canterbury. Sau đó, Ngài có nhiều chuyến đi thăm viếng các vị thượng phụ chính thống giáo tại nhiều quốc gia khác nhau, với nỗ lực đại kết các giáo hội Kitô. Ngài đã trao tặng bức ảnh bảo vật Đức Mẹ Kazan lại cho Đức Thượng Phụ Alexis của chính thống giáo Moscow. Hoàng trả lại thánh tích của Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất thành Constantinople. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên kể từ Thánh Phêrô viếng thăm một hội đường của Do Thái giáo tại Roma vào năm 1986. Nơi đây, Ngài đọc Thánh Vịnh chung với giáo trưởng Elio Toaf và gọi người Do Thái là anh cả của Kitô giáo. Năm 2001, một lần nữa Ngài làm nên lịch sử khi đến một đền thờ Hồi giáo tại Syria, nơi có ngôi mộ của Thánh Gioan Bautista. Ngài nói rằng mối liên hệ giữa Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo nên được nuôi dưỡng bằng tình huynh đệ bằng hữu, để đấng toàn năng có thể chúc lành cho chúng ta với nền hòa bình mà chỉ trên thiên đàng mới có. Trong bài giảng tại nhà thờ chánh tòa Thánh Stefano ở Vienna, thủ đô của nước Áo,
Ngài nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất cơ bản của các nền văn hóa châu Âu là Kitô giáo. Ngài tiên đoán sự gắn bó này sẽ kiên cố hơn bức tường Bá Linh cũng như bất cứ thể chế nào. Không bao lâu sau đó, bức tường Bá Linh sụp đổ, khối Xô Viết tan rã và Liên hiệp châu Âu ra đời. Sau đó, Ngài đi thăm các quốc gia Đông Âu vốn từ lâu thiếu thốn sự chăm sóc của giáo hội và có nhiều khúc mắc giữa Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Ngài luôn luôn dùng mọi cơ hội để thúc đẩy việc đại kết Kitô giáo.